Việt Nam có nên sợ cô lập vì chủ trương 404 tránh? Xung đột Ukraine đã gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Á. Theo cách hiểu thông thường, tương tự gần nhất với Ukraine là Đài Loan. Vì rằng Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện cần thiết để thống nhất hòn đảo tự trị. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, rõ ràng là Việt Nam chứ không phải Đài Loan đối mặt với kiểu cô lập chiến lược giống như Ukraine. Richard Hyderian biện luận, Đài Loan đã có quan hệ hợp tác quốc phòng mạnh mẽ với Hoa Kỳ và họ đã có hiệp ước phòng thủ chung từ năm 1955 đến năm 1980. Ngược lại, Việt Nam theo học thuyết 30 đã tránh xa các liên kết địa chính trị công khai với các cường quốc nước ngoài. Việt Nam và Nga hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện bắt đầu từ năm 2012 hợp tác trên các lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự, an ninh có vị trí đặc biệt trong quan hệ Việt Nam và Nga. Trong tuyên bố chung, cuối năm 2021, hai nước nói Việt Nam và Liên bang Nga không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như lợi ích cơ bản của nhau. Việc phát triển quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba khác. Richard Heiderian nói, xung đột Ukraine có thể gây rắc rối cho Việt Nam. Đầu tiên, Hà Nội có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hợp tác quốc phòng quy mô lớn với Moscow, quốc gia đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có về tài chính và quốc phòng. Hơn nữa, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây nếu nước này tiến hành các thỏa thuận quốc phòng lớn với Nga trong tương lai. Chính sách đối ngoại, dân chủ trên hết – của chính quyền Biden nhấn mạnh sự thống nhất giữa các nền dân chủ trong cuộc chiến ý thức hệ toàn cầu chống lại các cường quốc độc tài, cũng có thêm sự nghi ngờ của chế độ Cộng sản Việt Nam về bất kỳ mối liên kết địa chính trị nào với phương Tây. Nếu không có sự hỗ trợ chiến lược đáng kể từ Nga hoặc phương Tây, Việt Nam sẽ ngày càng đơn độc đối mặt với Trung Quốc. Trong khi thế giới chứng kiến sự kháng cự dũng cảm của Ukraine, Việt Nam đang lặng lẽ đối mặt với nguy cơ bị cô lập chiến lược. Chính sách 4.0 của Việt Nam, Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 nói, Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống với nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tài liệu này cũng nói, tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, chúng ta sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, trên phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam cũng xuất hiện một số bài viết khẳng định, khẳng định lại quan điểm quốc phòng ngoại giao Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Học viện An ninh nhân dân viết kể từ khi cuộc xung đột nga và ukraine nổ ra cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ phát ngôn và hành động nào của việt nam đề cập đến việc ủng hộ việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề xung đột giữa nga và ukraine và việt nam cũng không thiên vị hay đứng về bất cứ một bên nào xoay quanh xung đột giữa nga và ukraine những luận điệu cho rằng việt nam đứng bên này để chống bên kia cổ suý chiến tranh là hoàn toàn sai trái và bịa đặt hôm 23 tháng 3, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng nói, Chúng ta không đứng về bên nào, chúng ta bảo vệ lẽ phải, bảo vệ hiến trương Liên Hiệp Quốc và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Đồng thời, Việt Nam không chấp nhận để nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ hoặc là sử dụng một phần lãnh thổ Việt Nam để phát động chiến tranh xâm lược nước thứ ba. Tương tự, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Hào, Hội đồng lý luận Trung ương nói về 40 và 4 tránh, cũng với thực hiện chính sách quốc phòng 40, Việt Nam cũng chủ trương 4 tránh. Thứ nhất, tránh xung đột về quân sự, thứ hai, tránh bị cô lập về kinh tế, thứ ba, tránh bị cô lập về ngoại giao, thứ tư, tránh bị lệ thuộc về chính trị. Có thể nói đây là hệ thống đồng bộ các quan điểm chiến lược của Việt Nam về chính sách quốc phòng và đối ngoại nhằm tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, góp phần huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Việt Nam có nên sợ cô lập vì chủ trương 4 không và 4 tránh do ý nhi thời báo chấm trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào tạm biệt. Cựu đại úy công an tố cáo tham nhũng bị truy tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cựu đại úy Lê Chí Thành, người từng lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an, vừa bị y án 2 năm tù và bị truy tố thêm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì đăng tải thông tin sai sự thật. Theo truyền thông trong nước, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 4 giữ nguyên bản án 2 năm tù mà ông Thành kháng cáo sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng Giêng năm nay vì cho là bị tuyên án quá nặng so với hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ cựu đại úy 40 tuổi bị buộc tội liên quan đến hành vi cản trở cảnh sát giao thông sau khi bị phát hiện lái xe không có giấy tờ hợp lệ tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Ông Thành lúc đó đã không đồng ý lỗi vi phạm và quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chia sẻ. Theo thanh niên, ông Thành nói việc livestream của ông chỉ nhằm mục đích muốn mọi người biết luật giao thông và để người thực thi công vụ thực hiện đúng pháp luật. Trước đó, một ngày hôm 12 tháng 4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ông Thành, nguyên đại úy công an trại giam Yes 30D của Bộ Công an ở Thủ Đức theo điều 331 Bộ luật hình sự, một tội danh thường được chính quyền áp đặt cho những hoạt động và những người bất đồng chính kiến hay lên tiếng chỉ trích lãnh đạo đảng với khung hình phạt lên tới 7 năm tù, Bình Thuận là nơi ông Thành có hộ khẩu thường trú. Theo cáo buộc từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2020, ông Thành đã đăng tải lên Facebook nhiều video, bài viết xuyên tạc sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Thứ trưởng Công an, lãnh đạo trại giam Yes 30D, ngành Công an và tòa án nhân dân. Theo VN Express, những đăng tải của ông Thành cho rằng đại tá Lê Bá Thụy, giám thị trại giam Yes 30D có rất nhiều đất đai, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từ nguồn bất minh và đề nghị đảng ủy công an trung ương cùng thanh tra chính phủ kiểm tra, tịch thu sung và công quỹ. Tuy nhiên, kết quả điều tra được VN Express trích dẫn cho rằng vợ chồng ông Thụy chỉ có hai căn nhà mua bằng tiền tiết kiệm và tích lũy từ tiền lương, chăn nuôi, buôn bán tạp hóa trong nhiều năm. Trong một video khác đăng trên mạng xã hội, ông Thành, người có bố làm trong ngành công an và gia đình có công với cách mạng cho rằng một thứ trưởng công an đã làm quyền và yêu cầu kỷ luật người này. Tuy nhiên, cáo trạng của Viện Kiểm sát cho rằng những đăng tải của ông Thành, người tham gia ngành công an từ năm 2003 đến 2020 là không đúng sự thật về ngành công an và công tác xét xử của Tòa án Nhân dân theo VN Express cáo trạng nêu rằng hành vi của Thành ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. Ông Thành bị tước danh hiệu Công an Nhân dân cũng như bị đuổi việc hồi tháng 7 năm 2020 sau khi phát biểu trên mạng xã hội rằng ông là nạn nhân của sự trù dập vì đấu tranh chống tham nhũng. Mẹ của ông Thành, bà Lê Thị Phú, trong một video đăng tải hồi tháng 10 năm ngoái, vài tháng trước khi phiên tòa xét xử sơ thẩm ở Thủ Đức đã kêu gọi công lý cho con trai mình. Việc ông Thành bị bắt giữ được nhắc đến trong một bức thư do các báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp Quốc gửi đến chính phủ Việt Nam để yêu cầu phản hồi về các vụ bắt và giam giữ bị cho là tùy tiện. Đối với các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền, các báo cáo viên của Liên hiệp Quốc nêu quan ngại của họ về điều luật 331 của Bộ luật hình sự, tức lợi dụng quyền tự do dân chủ khi được dùng để chống lại những cá nhân chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Cựu Đại úy Công an tố cáo tham nhũng bị truy tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ do Ý Nhi thời báo.de trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng hẹn gặp lại vào bản tin lần tới từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào tạm biệt.